Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với xứ sở thú cưng Sốp Chuột Hunter Vĩnh Phúc. Bên cạnh mình là mẫu lồng 27cm Nappica. Ngay bây giờ chúng mình cùng nhau tìm hiểu về mẫu lồng này nhé. Sản phẩm được thiết kế với 3 màu sắc chủ đạo: màu nâu, màu xanh dương và phiên bản màu hồng. Wheel chạy 11cm được thiết kế cùng tông màu với sản phẩm. Bình nước chân không 60ml. Nắp trên được thiết kế mở hoàn toàn cho bạn có thể dễ dàng hơn trong việc dọn dẹp. Quai sách tiện lợi. Phân tầng và nhà ngủ được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với các dòng Hunter nhỏ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.